Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, có hơn 3 triệu trẻ em trên cả nước mắc tật khúc xạ về mắt, trong đó 2/3 là mắc bệnh cận thị. Như vậy, trung bình cứ 10 học sinh thì có ít nhất 3 học sinh bị cận thị hoặc bị các tật khúc xạ về mắt. Ngày nay, phần lớn thời gian trong ngày của các em là trên lớp học. Do sức ép học tập nên các bệnh mắt học đường có xu hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân gây nên là chất lượng ánh sáng không đảm bảo. Theo tiêu chuẩn chiếu sáng TCVN 7114/2008 đã quy định, độ rọi sáng trên mặt bàn phải đạt trên 300 lux, độ rọi trên mặt bảng đạt trên 500 lux. Do đặc điểm của lớp học, các em ngồi từ đầu lớp cho đến cuối lớp phải nhìn rõ trên bảng, cho nên độ đồng đều ánh sáng phải trên 0,7, giúp mắt không bị điều tiết nhiều. Đặc biệt, chiếu sáng phải tránh hiện tượng chói mắt, nguồn sáng chiếu sáng trực tiếp vào mắt gây lóa, mỏi mắt. Trong lớp học thường lắp đặt quạt trần, chính vì thế thiết kế chiếu sáng phải loại bỏ hiện tượng loáng quạt, sấp bóng, gây ức chế trong quá trình học tập. Giải pháp của dạng đông đưa ra là thiết kế bộ đèn chuyên dụng sử dụng nguồn sáng LED. Đối với chiếu sáng lớp học, dạng đông thiết kế bộ đèn nhỏ gọn, có góc mở và đường phân bố quang phù hợp giúp tập trung ánh sáng lên bàn học, hạn chế chói lóa. Để đảm bảo chất lượng ánh sáng, dạng đông sử dụng chip LED Samsung có độ tin cậy rất cao. Chip LED Samsung có hiệu suất sáng lên tới 160 lumen trên watt, chỉ số hoàn màu trên 80 cho chất lượng ánh sáng trung thực tự nhiên. Ánh sáng không bị suy hao nhanh và không bị biến đổi màu sắc trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, chip LED Samsung mà dạng đông sử dụng đạt tiêu chuẩn IEC 62471 về an toàn quang sinh học. Theo đó, đảm bảo tiêu chuẩn về lượng ánh sáng xanh giúp tạo nên môi trường ánh sáng tiện nghi, an toàn sức khỏe. Bộ nguồn driver của đèn được thiết kế an toàn theo tiêu chuẩn IEC. Đèn được thiết kế với giải điện áp rộng giúp ổn định ánh sáng, không có hiện tượng flicker nhấp nháy, chống hiện tượng xung xét và khả năng tương tích điện tử MC cao giúp tạo không gian ánh sáng an toàn, dễ chịu. Dạng đông thiết kế dành riêng cho bộ đèn chiếu sáng bảng. Với bộ chiếu sáng bảng này, độ rọi trên bảng đạt trên 500 lux, độ đồng đều trên bảng đạt trên 0,7. Học sinh từ cuối lớp học có khả năng nhìn rõ. Với bộ đèn chuyên dụng cho lớp học này, các chuyên gia chiếu sáng sẽ sử dụng phần mềm chuyên dụng Dielic để thiết kế, mô phỏng 3D, tính toán số lượng đèn và thông số chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn, giúp tạo không gian sáng tối ưu, hài hòa và tiết kiệm điện. Với một phòng học tiêu chuẩn có kích thước 7,5m x 6m x 3,4m, chỉ cần sử dụng 9 bộ đèn lớp học, 2 bộ đèn chiếu sáng bảng, mật độ công suất chỉ 4,8W trên mét vuông, tiết kiệm tới 50% so với sử dụng bộ đèn hình quang T8. Độ rọi trung bình đạt 335 lux, độ đồng đều ánh sáng đạt 0,71, chỉ số hoàn màu ánh sáng đạt trên 80. Giải pháp chiếu sáng học đường của dạng đông vừa tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, vừa tạo không gian chiếu sáng tiện nghi, an toàn, bảo vệ mắt học trò, tạo cảm giác tích cực tiếp thu bài học. Sự kết hợp với chiếu sáng thông minh sẽ tạo nên giải pháp chiếu sáng hoàn hảo. Chiếu sáng thông minh giúp điều khiển cường độ sáng phù hợp theo từng điều kiện thời tiết, hoạt cảnh sử dụng.